Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là quần thể của Hồ Bà Mụ thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Trước mặt anh chị là một cây cầu nó bắt ngang qua từ cái khu bán đảo bên này sang khu bán đảo bên đó anh chị ha. Cái 9 nền đất mà tôi giới thiệu cho anh chị á, nằm trên đường Vành Đai á, nằm ở dưới này anh chị ha. Cái cầu này là đường Vành Đai này, cầu này người ta gọi là cầu đường Vành Đai Hồ Suối Dai anh chị ha. Bây giờ tôi cùng chị ra tham quan cây cầu này anh chị nhé. Đấy, còn đây là cái khu lòng hồ Bà Mụ anh chị ha. Đây là một cái nhánh của hồ Bà Mụ, bên kia là khu bán đảo. Cái tôi đang đứng ở đây cũng là khu bán đảo anh chị nhá. Đấy, bên cái mặt bên quả đồi bên này này nó cũng có nước y chang như bên này luôn anh chị ha. Ở đây người ta trồng súng trồng sen quá trời luôn anh chị ạ. Đó, còn thị trấn ở bên này anh chị nhá. Còn quay lại 9 cái nền đất mà tôi giới thiệu cho anh chị mấy ngày hôm nay ấy, là cứ đi theo cái cầu này chạy quay lại. Đó, cái cầu này là đường Vành Đai Hồ Suối Dai Hồ Bà Mụ anh chị nhá. Bây giờ tôi cuốn chị ra tham quan cây cầu mới này. Đó anh chị nhá. Sau này cái khu vực này rất là phát triển luôn anh chị nhá. Thứ nhất, nó là đất của thị trấn nằm giữa thành phố Đồng Xoài và thị trấn trung tâm huyện Đồng Phú. Có khu công nghiệp Bắc Đồng Phú ở trên này. Rồi trong bên này thì lại có khu nghiệp Nam Đồng Phú, cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2, Tân Phú, rồi cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2. Đấy, rồi vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ha. À, sau này ở đây nó rất là phát triển luôn. Rồi bây giờ mình ra tham quan cái cầu này. Cái bên cái quả đồi bên kia kìa là của thành phố Đồng Xoài rồi anh chị nhá. Đó. Thành phố Đồng Xoài với lại trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Phú. Sau này huyện Đồng Phú nó có cái trung tâm hành chính mới nhá. Cái view này hơi đẹp. Cái view này hơi đẹp một chút, tôi xin phép tôi dừng lại tôi quay này. Đó, anh chị thấy không? Đó, anh chị thấy không? Đó. Đó. Giờ mình ra ngoài nhá, mình ra chân cầu nhá. Cô chú nào có cái vườn cao su tôi cái vườn cao su mà tôi với anh chị đang đi đây này là rất là có giá trị luôn anh chị ạ. Quá đẹp luôn, quá đẹp ha. Đó, vừa tôi đứng bên đó nhá, vừa tôi đứng bên vườn cao su bên đó anh chị ha. Đây chân cầu này. Đẹp không? Chị thấy đẹp không ạ? Nó tuyệt vời luôn đúng không? Chắc tôi xin phép tôi đẩy xe đây đi. Vừa tôi đứng là tôi đứng mép bên đó đó anh chị ha. Đó. Rồi, đây nha anh chị ha. Hiện tại tôi cùng anh chị đang đứng ở đây là đường Vành Đai Hồ Bà Mụ. Đường Vành Đai Hồ Suối Dai. Đây là cây cầu của họ. Đây, bây giờ tôi cùng anh chị đi lên để chị nhá. Đó. Đó. Đấy, con đường Vành Đai nó sẽ chạy thẳng như này này. Đó, nó chạy thẳng lên này luôn. Đó, chạy băng qua cái khu bán đảo này luôn thì sang bên kia. Đó, anh chị ha, hôm nay người ta làm cầu này. Đó. Cứ đi thẳng hướng này. Đó, cứ đi thẳng hướng này là về khu du lịch đảo Yến Sơn Hà. Rồi về cái khu mà đất 9 nền đất mà tôi đang giới thiệu cho anh chị ạ. Ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú ạ, là đi thẳng này xuống. Chắc khoảng chừng từ đây xuống mấy trăm mét thôi, cũng khá là gần, không có xa đâu. Đây vẫn là đều là thị trấn hết, đất thị trấn hết anh chị ha. Đây, tôi quay ra đây cho anh chị xem. Đó, đó. Một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Trước mặt anh chị là cây cầu Hồ Suối Dai. Thuộc cái tuyến đường Vành Đai Hồ Suối Dai và Vành Đai Hồ Bà Mụ anh chị ha. Vành Đai Hồ Suối Dai Hồ Bà Mụ thì theo cái tuyến này nó chạy thẳng lên này, nó chạy thẳng qua cái vườn điều này, nó bạc lên là lên sau lưng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, đấu nối trực tiếp vào đường Trường Chinh, vào đường DH507 anh chị ha. Còn quay lại thì mình lại về được khu du lịch đảo Yến Sơn Hà như vừa tôi chia sẻ, rồi về cái khu 9 nền đất là vừa tôi mấy hôm nay tôi có giới thiệu cho anh chị ạ. Cái khu đó của cô ấy, cô có 4-5 mẫu, cô ấy tận dụng con đường này băng qua giữa đất của cô ấy. Cô ấy tách thành 11 cuốn thì hai cuốn lớn cô để lại. Còn 9 cuốn là cô ấy bán. Thì một cô ấy bán là nền ngang 5
sâu 27, thổ cư là 50, giá bán là 1 tỷ 325 triệu một nền thôi. Giá cũng khá là tốt chứ không có đắt đâu anh chị ha. 5 x 27 là trừ hết đường rồi nhá. Nghĩa là cái sổ đấy là sau này mình không bị trừ bất cứ một cái gì, trừ hết lộ giới rồi đấy anh chị nhá. Rồi tiếp tục đi, tiếp tục nữa là mình xuống Hồ Suối Giai, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, rồi xã Tân Lập anh chị ha, đi xuống Phú Giáo Bình Dương. Đó. Rồi thì đây tôi quay nhanh cái đoạn đó cho anh chị xem. À đây, tôi quay sang đầu bên kia đi anh chị nhá. Đấy, cố ơi. Đầu cầu bên này rồi đầu cầu bên kia anh chị nhá. Đó. Tôi cứ thấy chỗ nào mà có đường mới này, rồi có view hồ này tôi thích lắm. Đấy, anh chị thấy không? Tôi thích nước, thích núi, thích sông. Nước ở đây sạch, sạch lắm anh chị nhá. Nước này là cái khu này là nhà nước người ta lấy nước cho nước sạch cho sử dụng cho huyện mình đấy. À, bên kia là trung tâm hành chính mới huyện mình nhá. Rồi xích lên bên này một chút á là cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2. Rồi cụm công nghiệp Tân Phú luôn. Đó. Quá trời công nghiệp. Người dân người ta đi đánh cá cái gì này anh chị? Đánh cá hay đấy? Chắc đánh cá quá. Ở đây thì câu cá đánh cá tự do nhé. Rồi tôi lên đỉnh này, tôi quay xuống là nhìn nó đẹp hơn. Đó. Wow, chị này đẹp lắm anh chị ạ. Wow. Đó, trời ơi, cái view này mới là view đẹp này. View này mới là đẹp này anh chị. Đó, kia, cây cầu kia. Đó, vừa tôi đứng ở dưới gầm cầu nhé. Bây giờ tôi xin phép tôi đứng bên này đi. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn anh chị ơi. Đó, trời ơi, các công ty du lịch, rồi là các công ty khai thác về ăn uống, về vui chơi giải trí thì nhìn thấy mấy cái view này thì chắc họ cũng thích lắm. Đó, chị thấy không? Đẹp không ạ? Thị trấn Tân Phú mới, trung tâm hành chính huyện mới là đó. Rồi, cụm công nghiệp Tân Phú ở kia, xích lên một chút là cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2. Còn đây là đường vành đai của nó. Anh chị nhá, chạy thẳng xuống dưới kia là tới đảo Yến Sơn Hà, rồi tới khu đất mà tôi đang bán, chính này của cô kia anh chị ha. Rồi, thì thông tin về 9 cái lô đất mà nằm trên cái mặt đường vành đai này.